Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Và đoạn trích sau chính là một phần đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người cùng biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Vật chất không điều khiển được bạn, chính bạn mới là người điều khiển vật chất. Chúng ta thà bị quỷ quại còn hơn là thay đổi. Chúng ta thà chết trong sợ hãi còn hơn là vượt qua thời khắc đó và để cho những hy vọng của chúng ta lụi tàn. W. H. Auden, nhà thơ người Mỹ gốc Anh. Năm Tony McBride được 22 tuổi, anh bị chệch đĩa đệm khi đang làm việc ở một công trường xây dựng. Sau một năm điều trị với một bác sĩ nắn xương khớp và dùng thuật làm giãn cơ nhưng không khả quan, anh quyết định nghe theo lời khuyên của một bác sĩ chỉnh hình, người cho rằng anh bị lệch xương sống. Người ta bảo rằng tôi phải nằm viện vài tuần, sau đó điều trị ở nhà vài tuần nữa và nẹp xương trong 6 tháng, sau đó sẽ hồi phục. McBride kể lại, hai ngày sau cuộc phẫu thuật, anh bị sốt cao và phải cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán anh đã bị nhiễm khuẩn E. coli trong khi phẫu thuật. Trong một năm tiếp theo, anh phải trải qua 8 cuộc phẫu thuật để tránh vi khuẩn lây lan. Ở lần phẫu thuật thứ 5, anh được đưa đến bệnh viện Đại học Y Washington. Tôi thành người nổi tiếng ở đó vì tôi mắc bệnh viêm tủy xương nặng nhất mà các bác sĩ từng biết. Vào đêm trước của một cuộc phẫu thuật tiếp theo, các bác sĩ điều trị bệnh cho anh buồn bã bước vào phòng. Họ đã có được kết quả chụp X-quang chính xác và kết luận rằng sự nhiễm trùng không chỉ nằm ở xương sống của anh mà đã lây lan ra vùng xương chậu, bụng và xuống cả hai chân. Để điều trị, họ sẽ phải mổ phanh người anh và tiêu diệt sự lây lan. Làm như vậy sẽ cắt đứt được sự lây lan, nhưng hai chân của anh sẽ không còn sử dụng được nữa. Tôi đã từng đọc được tài liệu của một trong những nhà vật lý siêu hình vĩ đại nhất, John Quinn, khi nhân vật nào đó trong phim nói với Đức rằng anh ta sẽ phải cắt bỏ chân. Anh ta trả lời được thôi, cứ làm như thế đi. McBride kể lại, nhưng khi bác sĩ tiếp tục nói rằng anh bị nhiễm trùng rất nặng và có thể sẽ bị mất bàn chân trái, mất kiểm soát ruột và bàng quang, rồi có thể anh cũng sẽ bị liệt dương nữa. Quả thật là, McBride nói, khi đề cập đến chuyện đó, họ đã mắc sai lầm. Tôi không biết gì về các anh, nhưng tôi được sinh ra là một cậu bé hạnh phúc và yêu quý bản thân mình. Nhưng rồi tôi được dạy rằng những người khác biết về tôi nhiều hơn tôi. Ở trường, các giáo viên bắt tôi phải chú ý học, và giáo viên mới là người nói cho tôi biết tôi học có giỏi hay không. Giáo viên thể dục mới quyết định được tôi có khả năng trở thành vận động viên hay không. Từ bé tôi đã được dạy rằng tôi phải căn cứ vào sự đánh giá của người khác để biết mình là ai, như thế nào, sẽ ra sao. Có thể lúc đó tôi đã đồng ý cho họ cưa chân, McBride tiếp tục. Nhưng khi các bác sĩ đó cứ khăng khăng rằng chắc chắn tôi sẽ không lành lặn được sau cuộc phẫu thuật, tôi quyết định ngay lúc đó rằng không ai được phép nói với tôi là ai. Tôi quyết định ngay trong buổi tối hôm đó rằng không một ai dù ở vị trí nào đi nữa được quyết định vận mệnh của tôi. Đó chính là đêm đã làm thay đổi cuộc đời của McBride. Anh đã nghiên cứu về các nguyên tắc tâm linh và thông báo với tất cả những người trong phòng hôm đó, gồm có 5 bác sĩ, vợ anh và cô con gái 2 tuổi của anh nữa, rằng tồn tại một sức mạnh trong vũ trụ và anh sẽ sử dụng nó để chữa lành cho mình. Khi lần đầu anh nói như vậy, mọi người đều tỏ thái độ ủng hộ. Đúng thế, cứ giữ vững niềm tin. Nhưng sau 10 cuộc phẫu thuật, mọi người bắt đầu khuyên anh nên đối diện với thực tế, từ bỏ việc chỉ chăm chăm vào những ưu tiên cho cái tôi cá nhân nhỏ nhoi của anh. Những ưu tiên cá nhân nhỏ nhoi ở đây là có một cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, một cái lưng đủ khỏe để cõng con gái. Những ưu tiên cá nhân như đi vệ sinh được ở toilet mà không phải dùng đến túi nhựa. Anh nói, nhiều người bắt đầu gợi ý rằng có lẽ một sức khỏe hoàn hảo không phải là kế hoạch của Chúa dành cho tôi. Thậm chí là một người theo Thiên Chúa giáo chính thống, tôi cũng không thể chấp nhận được rằng tôi đáng phải chịu 18 cuộc phẫu thuật. Có thể tôi có tội và phải bị trừng phạt bằng 4 hay 5 cuộc phẫu thuật, nhưng 18 thì không, McBride giải thích. Người ta bảo anh đến gặp chuyên gia tâm lý của bệnh viện, ở đó họ khuyên anh, con trai à, đã đến lúc
dừng việc nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng rồi. Con nghĩ rằng một người đàn ông là phải tự đứng trên đôi chân của mình, phải ra trận như bố con ngày xưa. Nhưng chờ đã đến lúc con cần phải đối diện thực tế. Con phải học để chấp nhận sự thật rằng con sẽ phải dành phần đời còn lại của mình trên xe lăn. Người ta cho anh xem bệnh án của anh, trong đó ghi rõ bệnh của Terry McBride không chữa được. Anh sẽ bị tàn tật cả đời và sẽ cần phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa. Nhưng tôi không phải là một cuốn bệnh án, McBride khăng khăng. Tôi không còn là con người như trước nữa. Trong tôi giờ có một sức mạnh. Tôi sống trong một vũ trụ tâm linh và những quy luật tâm linh đó có thể giúp tôi được tự do. Anh không nghĩ rằng bệnh của anh đáng ra đã lành nếu nó được chữa sao? Nhà tâm lý hỏi. Nhưng McBride vẫn quyết không từ bỏ. Anh tiếp tục phải trải qua 30 cuộc phẫu thuật quan trọng nữa trong 11 năm tiếp theo và phải đeo một túi hậu môn giả. Trong suốt thời gian đó, anh tiếp tục khẳng định rằng sức khỏe và sự lành lặn mới là định mệnh của anh. Cuối cùng, sau một thời gian dài mà có thể nhiều người đã bỏ cuộc, anh khỏi bệnh và ra viện mà không cần tới nặng. Ngày nay, anh đi khắp các bang trên đất nước để kể lại câu chuyện về chuyến hành trình của mình, dạy cho mọi người sự thật về sự vĩ đại và thần thánh của chính bản thân họ. Anh nói, chúng ta đã được tự do, sức mạnh vô tận của Chúa sẽ củng cố cho niềm tin của chúng ta về bệnh tật và nhu cầu nếu đó là điều mà chúng ta lựa chọn. Nhưng chúng ta cũng có thể thay đổi niềm tin của mình thành sức khỏe, tình yêu, niềm vui và hòa bình. Đã đến lúc chúng ta tuyên bố tính thống nhất của mình với Chúa để dũng cảm bước đi trong cuộc sống của bản thân mình. Bạn chính là Chúa và đó là sự thật giúp bạn được tự do. Phương pháp. Không có giới hạn nào trong bản thân bạn, trừ những giới hạn mà bạn tin là có. SAS, nhân vật gọi hồn của Jane Roberts. Vì không có những thiết bị như kính hiển vi và đội ngũ nghiên cứu viên như của Masaru Emoto, chúng ta sẽ tác động đến vật chất bằng cách làm lại một thí nghiệm mà có thể các bạn đã từng thực hiện hồi còn đi học, đó là trồng những hạt đậu. Tiến sĩ Larry Dorsey, trong nhiều cuốn sách viết về cầu nguyện của mình, đã mô tả chính xác đến từng chi tiết những thí nghiệm y khoa để chứng minh rằng các ý định nhằm vào kết quả vật chất cụ thể có tác động đến mọi thứ, từ gieo hạt giống cho đến phụ nữ mắc bệnh ung thư vú. Vì chúng ta chỉ là những người mới bắt đầu nên sẽ làm thí nghiệm với những hạt đậu thôi. Thiết bị: hộp bìa các tông đựng trứng, đất trồng cây, hạt đậu xanh. Hướng dẫn: trong mỗi ô của hộp bìa các tông đựng trứng, bạn gieo 2 hạt đậu rồi đặt hộp bìa gần cửa sổ. Cứ vài ngày lại tưới nước một lần. Trong đầu bạn hãy hình thành ý định sau: với năng lượng nội tại của mình, tôi sẽ làm cho những hạt đậu bên phía trái của hộp bìa lớn nhanh hơn những hạt đậu bên phía bìa phải của hộp bìa. Trong 7 ngày tiếp theo, bạn hãy viết lại những quan sát của mình vào sổ. Và thế là đến cuối tuần, bạn sẽ nhận được bằng chứng cho thấy ý định của mình đã được thể hiện ra sao. Trong lúc đó, bạn có thể thí nghiệm theo cái mà các nhà khoa học gọi là ngành khoa học nghiên cứu các chuyển động của cơ thể. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng sự thật đó là một phương pháp cơ bản để kiểm tra việc cơ thể của bạn phản ứng như thế nào với những nhận xét tích cực và tiêu cực. Tiến sĩ John Goodhart đã đi đầu trong việc áp dụng ngành khoa học này vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước, khi ông phát hiện ra rằng các cơ bắp lập tức trở nên yếu đi khi cơ thể phải hứng chịu những vật chất có hại và mạnh lên khi có sự xuất hiện của những vật chất chữa bệnh. Trong thập kỷ tiếp theo, tiến sĩ John Diamond phát hiện ra rằng các cơ bắp cũng phản ứng với những tác nhân kích thích mang tính cảm tính và trí tuệ. Lấy ngón cái và ngón giữa ở mỗi tay tạo thành một hình vòng tròn, sau đó kết nối 2 vòng tròn ở 2 tay với nhau. Lấy vòng tròn ở tay phải kéo mạnh vòng tròn ở tay trái, dùng lực vừa đủ để 2 vòng tròn dẫn đối lại với nhau, cảm nhận cảm giác của 2 tay lúc đó. Bây giờ hãy nói to tên bạn, tên tôi là, đồng thời dùng một lực tương tự như trước để vòng tròn bên tay trái kéo vòng tròn bên tay phải. Tôi chắc trong lần đầu bạn sẽ không nói dối tên mình, nên sau câu nói đó 2 tay bạn vẫn khỏe và giữ nguyên vị trí. Bây giờ hãy nói, tên tôi là Julia Roberts. Lúc này cho dù bạn vẫn dùng lực bằng lần trước, thì
thì các ngón tay của bạn vẫn rời nhau và làm vỡ vòng tròn. Thử vài lần với những câu đúng sai như vậy cho đến khi bạn thấy kích cỡ vòng tròn giảm dần. Nếu vòng tròn vẫn giữ nguyên thì đó là phản ứng tích cực. Nếu các ngón tay phải có thể phá vỡ vòng tròn phía bên trái, tức là câu trả lời là không đời nào. Đây không chỉ là công cụ hiệu quả để hỏi lời khuyên từ cơ thể bạn, mà còn là một cách hữu hiệu để kiểm tra xem cơ thể bạn phản ứng như thế nào với những lời nhận xét khác nhau kiểu như: tôi là đồ đần, tôi rất hạnh phúc, say mê, thư thái và đầy tình yêu, tôi ghét cơ thể mình, tôi rất mạnh mẽ và sung sức. Báo cáo thí nghiệm. Nguyên tắc siêu anh hùng. Lý thuyết, tư duy và nhận thức của bạn có tác động đến vật chất. Câu hỏi: ý định của tôi có thể tác động đến thế giới vật chất được không? Giả thuyết: nếu tôi tập trung ý định của mình vào việc trồng hạt đậu thì tôi có thể làm cho nó mọc nhanh hơn. Thời gian thực hiện 7 ngày. Hôm nay là ngày, giờ. Phương pháp: tôi sẽ tập trung ý định của mình vào việc trồng đậu. Tôi sẽ truyền cho những hạt đậu cảm xúc tích cực và mong chúng nhận được tác động từ năng lượng của tôi. Ghi chép. Mọi người cần phải nhận ra rằng tư duy quan trọng hơn gen, bởi vì môi trường chịu ảnh hưởng của tư duy chúng ta và tác động đến gen. Bruce Lipton, tiến sĩ sinh học chuyên nghiên cứu về tế bào. Và đoạn trích vừa rồi chính là một phần trong nội dung cuốn sách đang được phân phối audio tại MyDio. Nếu bạn có hứng thú với cuốn sách, mời bạn tìm nghe trọn bộ nội dung tại mydio.vn. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho MyDio một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.